chứ giờ mình đâu có cho trốn tránh được cái chuyện đó phải không chú? Thì khi mà nghe nói cái củ bạc hà núi với lại lá đu đủ mà trị ung thư thì mình không tin, nhưng mà mình cũng nghĩ thôi thà là mình cũng thử cùng đồng đạo với nhau, thành thử thử thì thấy rõ là mấy cái mục nó tan hết, nó cùng bốn mục. Bốn mục. Nói với ông xã, nói tôi đi trước á, ông nhớ là quả táng cho tôi đàng hoàng nha. À, tức là trước khi cô uống cô dặn chú vậy đó Dạ. hả? Cái mục này thì thế nào nó cũng sẽ di căn là làm ung thư. Cái sau uống được hai lần, một lần được ba ký mấy, rồi lần sau được cũng ba ký mấy nữa là cô dân gửi đến là hai lần. Thì bây giờ ở trong nhà hết rồi, không còn lần nào nữa. Cái mới chạy lên là trước nhất không phải là bây giờ mình mua ở trên mạng cũng có mà mình không biết thiệt hay giả. Điểm thứ nhất, điểm thứ gì nữa, quý chú bảy với chú hai, chú năm mấy cô rồi với lại chú nghe nói cảm động quá đi tới Lâm Đồng để mà mua đem về, trời ơi tôi muốn khóc kìa đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam Mâu mô Ni Ni Phật, Phật, Nam mô Nam A Di Đà Phật. mô A Di Đà Phật. Và lời đầu tiên Tấn Dũng cùng với chú Bảy, chú Hai và chú Năm và các cô Úc, cô Phương và cô Văn cùng với cô chú Hạnh Phượng. và cô chú Hạnh Phượng đến từ Hoa Kỳ. Hôm nay thì cô chú trở về nơi núi Cấm. Hôm nay thì cô chú đã biết qua bài thuốc của bà Hà Núi về lá đủ. Cô chú cũng đã có dùng và nó đã có những cái kết quả rất là khả quan về cái căn bệnh của cô. Thì nhân dịp về vùng Thất Sơn Bãi Núi cũng như là về Việt Nam hôm nay thì cô chú muốn đến đây để diện kiến các cô chú đồng đạo và bà con ở trên núi để cô sẽ chia sẻ cho bà con của chúng ta qua. Vừa rồi thì cô chú đã có uống bà núi và nó đã có những kết quả như thế nào thì chúng ta sẽ nghe cô chú trình bày với chú Bảy, nhờ chú Hai với chú Năm với các cô mình nha. Dạ con chào cô thưa kính chào chú Bảy, chú Hai, chú Năm, các cô, chú Tiến Dũng. Tôi là Phượng ở bên Hoa Kỳ về. Thì nghe nói củ bạc hà với lại đọt lá đu đủ. Thì trong lòng thì cái ngực nó có ba bốn một lặng mà nghĩ là nó sẽ đi đến cái sự ung thư, mà mình nghĩ sanh lão bệnh tử thì thôi chừng nào nếu mà tử thì mình tử chứ giờ mình đâu có cho trốn tránh được cái chuyện đó phải không chú? Thì khi mà nghe nói cái củ bạc hà núi với lại lá đu đủ mà trị ung thư thì mình không tin, nhưng mà mình cũng nghĩ thôi thà là mình cũng thử cùng đồng đạo với nhau, thành thử thử thì thấy rõ là mấy cái mục nó tan hết, nó cùng bốn mục. Bốn mục. Nói với ông xã, nói tôi đi trước á, ông nhớ là quả táng cho tôi đàng hoàng nha. Tức là trước khi cô uống cô dặn chú vậy đó hả? Cái mục này thì thế nào nó cũng sẽ di căn là làm ung thư. Cái sau uống được hai lần, một lần được ba ký mấy, rồi lần sau được cũng ba ký mấy nữa là cô dân gửi đến là hai lần. Thì bây giờ ở trong nhà hết rồi, không còn lần nào nữa. Cái mới chạy lên là trước nhất không phải là bây giờ mình mua ở trên mạng cũng có mà mình không biết thiệt hay giả. Điểm thứ nhất, điểm thứ gì nữa, quý chú Bảy với chú Hai, chú Năm mấy cô rồi với lại chú nghe nói cảm động quá đi tới Lâm Đồng để mà mua đem về, trời ơi tôi muốn khóc kìa đó. Thì bây giờ nó cũng đỡ rồi. Muốn khóc cái khóc luôn ha, xúc động luôn ha. Thành thử là lên gì đây cũng như tiếp hơi ông tiếp hơi. Cô xúc động quá, giờ cô
Dạ cô mời chú tiếp hơi, chú có gì tiếp hơi chú ha. Dạ. Thì lên đây thăm thì, đó. Cũng như bên Mỹ về thì lúc đầu á là không có biết thì cũng ít coi trong mấy YouTube thì mấy đứa con ở bên đó nó gọi về. Nó gọi về nó nói đó. Nó nói thì tụi này mới biết. Đó mới biết thì mới lên coi thì mới là mình muốn thử đó. Thì thấy tại vì bà xã của bệnh nhiều quá đó thì thử thì thấy bây giờ nó đỡ rồi. Nên cũng mà có cái điều là nhức đầu mất ngủ là chưa giải quyết được với cái chân này đó, vậy từ ngày giải phẫu tới giờ đó là nó cũng chưa, mà có lẽ là từ từ mưa dầm thấm lâu chút nó sẽ trị từng cái chứng bệnh đó con. Dạ chứ đâu mình kêu mới uống có hai lần mà làm sao mà hết liền được. Dạ vậy là cô chú coi như là cô chú về Việt Nam này là bao lâu rồi, cô chú uống bao lâu rồi? Mới thằng con nó mới gọi thì uống hết lần cô cũng có được một tháng rồi. Một tháng rồi đó. Tại vì cái ngày đầu tiên là 27 tháng rồi. Dạ. Thì bữa nay là 27, 28 gì đó. Là lần thứ sau là cô dân cũng gửi về cho cân đó là được 3,8 kg. Dạ. 3,8 kg 4 kg gì đó. Mà giờ thì cái ngực giờ không còn nữa. À, tức là những cái khối u nhỏ gì mà mất cái chân. Cỡ đầu ngón tay không cô hả? Lớn hơn nữa. Vì là khoảng 4-5 khối u mà nó lặn hết à? Dạ lặn hết chứ. Dạ. Có sức không? Là cô chú biết qua cái bài thuốc này là từ con của cô chú ở bên Mỹ mà gọi về đó. Đi coi rồi mới gọi về. Dạ. Yeah. Yeah. Nó bảo với cô chú. Nó nói chứ mô má ở gần đó mà mô không đi lên núi, ông cấm kiếm ông Bảy với là cái chú gì đó, chú Dũng. Là chú nói những cái mà hướng dẫn đồ này kia rồi chú Dũng đồ rành lắm. Uống thử coi thì nói nghe ra là cái ăn cơm đồ với lại bây giờ ăn được nhiều chứ một lần có 2 muỗng hả chú. Bây giờ ăn được hơn nửa chén rồi. Cái mất ngủ thì hồi tai nạn tới bây giờ thì mình không có nói được, tại vì hồi đó mình chết đi mình sống lại mà. Dạ, cô bị tai nạn xe hả cô? Dạ. Nặng không cô? Chết đi sống lại đó. Hồi sức không? Cũng nhờ ơn trên, chắc cũng thương xót, tại thấy cũng có lòng với lại ơn trên, chứ còn mình biết kính trọng ơn trên thì mới là được ngày hôm nay. Nhất định quyết định nói với ông xã phải đi lên thăm chú Bảy. Rồi bây giờ biết chú hai rồi chú Năm rồi cô Dân mới thấy hết mấy các cô. Trời ơi mừng còn quá. Ai gì là còn mấy cô kia trên kia đang ghi đơn cho nó đang chụp điện thoại đó. Thì bây giờ mới biết được thì mừng quá. Xin cô bác nào mẻo mà có bệnh ung thư á, đi tìm rồi chú Bảy với lại Tấn Dũng là sẽ hết bệnh ung thư. Tôi bảo đảm vì tôi là cái người đã uống rồi. Bác sĩ không coi như là cô đã có gì không? Vỗ tay tưởng là liền. Kính thưa quý vị thì cô đã cảm nhận qua cái bài thuốc của bà núi đó đủ chính bản thân của cô đã uống, nó đã tan 4-5 cái khối u ngực mà của cô nó đã lặn. Hiện giờ thì cô tiếp tục là cô uống tiếp tục nữa hay là cô ngưng cô? Cô uống tiếp tục chứ. Dạ tiếp tục là để mình trị những cái bệnh gì nữa cô? Có mấy cái mục trong bao tử đó kêu cái gì? Cái polyp. Polyp á. Đại tràng rồi đó. Cắt hết rồi nhưng mà nó đau ăn không được, bây giờ ăn rất ngon. Ăn còn ngon lắm. Vậy là cô thấy nó cải thiện tốt bao tử mình luôn ha. Dạ. Nhưng mà mình cũng chưa có đi khám lại sao lại. Thì mình chưa có biết. Dạ, thành ra mình vẫn uống tiếp tục để chắc khoảng 1 tháng nữa ha. Dạ. 1 tháng nữa cái cô sẽ nội soi lại ha cô ha. Dạ. Dạ, qua đây thì chắc có lẽ là chú Bảy sẽ đại diện cho nhóm của các cô mình nói vài lời với cô chú ở bên Mỹ về chú Bảy ha. Dạ. Mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Thì bài thuốc này á, ngay từ Tấn Dũng mà mới ra đây,
Tiến Dũng nguyện ăn chay, anh Tư không có nguyện ăn chay tới chết. Cái ông Mỹ Hai Tâm mới nói: Tiến Dũng ơi, tôi có bài thuốc hay lắm. Tiến Dũng để cho Tiến Dũng, mà Tiến Dũng ai gọi cũng ít đi lắm. Tiến Dũng từ đây, từ Chi Tôn mà chạy về tới Phú Tân đó để quay bài thuốc này. Quay xong mới Tiến Dũng chạy lên đây, cái nói: chú Bảy ơi, cây bạc hà là cây nào chú Bảy? Dạ. Thì tôi mới chạy xuống dưới đường nè, ở đây nhiều lắm, mới giác ra. Tiến Dũng mới thấy, mà vô tình là Tiến Dũng để số điện thoại đưa không hay. Tới nào bà con điện lên nói: chú Bảy cho xin bạc hà, mình mới nhớ, mình mới đi kiếm, mình một đi xuống lội rồi gửi cho mới đầu cho 20 người 30 người, mà từ đây á mới chở xuống Chi Tôn chứ. Dạ, thấy Chi Tôn chứ mình không biết, mới lo tu không đâu biết gì. Dạ. Ra mới chuyển đi chở tới Chi Tôn với mới gửi ra, gửi được ít lần rồi đó, được cỡ 10-15 lần. Dạ, mấy cô với bà con biết điện lại hết bệnh quá nhiều rồi, ai cũng uống cũng hết chân đó. Dạ. Nói cho hay ra, nói Tiến Dũng lên quay, nói bà con hết bệnh quá nhiều. Không, cái này là mình quý cái chỗ mà gọi là A Di Đà Phật, là con nói là cũng như mình bệnh một ung thư đồ này kia. Yeah. Là mình nên uống. Yeah. Là tại vì uống, con biết con có 3-4 mục mi rồi nó tan. Yeah. Ông xã là ông bắt ông uống luôn. Yeah. Là tại vì cái thận của ông là bác sĩ nó có mấy mục gì nè, cái nang thận. Yeah. Cho ông uống luôn để cho tôi nó tan và nó tiêu nang luôn. Cái bài thuốc này là con thấy những cái mà chị em phụ nữ ha, mấy cái nang buồng trứng hay hoặc là nang. Dạ, qua đây thì con cũng xin cầu chúc cho cô chú tiếp tục về là uống bà Hà Núi và sẽ được là bệnh tình sẽ mau lành hơn và sẽ khỏe hơn nữa cô ha. Dạ. Dạ, hôm nay thì cô chú cũng có mang những cái món quà yêu thương này để trao gửi lên cho các cô các chú mình một chút xíu. Bên Mỹ có về. Yeah. Quà bên Mỹ có mà bên Việt Nam cũng có nữa. Dạ. Yeah, dạ. Yeah. 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 Tại vì mình sinh đẻ ở đây thì dân coi cũng như. Yeah. Cuộc đời của mình dù đi đâu cũng nhớ về quê hương. Dạ. Yeah. Yeah. Tiếp theo thì con cũng mời cô có một cái lời khuyên nào cho bà con mình đó là biết qua cái bài thuốc của bà Núi Lao Đủ này mình sử dụng như thế nào để cho bà con mình có lòng tin nhé con. Dạ. Trước hết là tôi là Nguyễn Kim Phượng. Tôi không biết là bạc hà núi lá đủ đủ gì hết á. Yeah. Mà người con ở bên Mỹ á. Yeah. Gọi tôi về bên đây chơi thì người con mới nói chứ mông ở bển mông bệnh quá mà mông đi không nổi, mà sao mông không kiếm cái lá bạc hà, cái củ bạc hà với lại lá đu đủ uống. Là có chú Dũng với chú Bảy đó là làm từ thiện, người ta đâu Phật giáo hòa hảo, thành tử ta cái lòng tâm thành tâm của người ta lớn lắm. Thì khi ông xã lên mạng ông coi, ông thấy là mô Phật, là ông thấy là lá bạc hà đu đủ uống trị. Yeah. Về đau nhức rồi về ung thư, mà nhất. Yeah. Là ung thư là tốt nhất. Yeah. Đó. Còn đau nhức thì có chú Ba lo. Còn ung thư á có chú Bảy với lại chú Tiến Dũng lo. Yeah. Thì cô bác chứ mấy cô ở đây là cũng ghi là hết là xin là cho khỏi cần, mà nhưng mà lòng của người ta đi từ đây tới Lâm Đồng tới chỗ này chỗ kia ta mua, bây giờ ở núi Ông Cấm cũng ít rồi. Dạ. Yeah, cũng giảm nhiều cô. Nhờ cô bác là cũng như là trước hết thì Phật Đức Thầy thì cũng có nói. Yeah. Là những cái gì mà mình làm thì mình được hưởng. Yeah. Thành thử ra khi mình giúp cho quý cô quý thầy ở đây á với chú Tiến Dũng á, là mình phải là cũng như mình hiểu cái lòng người ta khổ sở, người ta đi kiếm ta lo cho mình. Cái bệnh ung thư này là bác sĩ dạy mà. Yeah. Là
tôi cũng nghĩ là tôi cũng không lâu đâu. Dạ. Tôi còn căn dặn ông xã chứ quả tán phải sao nữa. Mà sao uống cái giờ nó hết trơn. Dạ, nó tan mấy khối u á. Mấy khối u nó tan hết trơn trời à. Bao tử giờ cũng ngon lành á. Dạ, bao tử giờ trời ơi. Gặp cơm là thèm lắm. Hồi sáng là bên chú ba bên kia là đãi cô Tư, đãi cơm chay cho hộ họ ăn. Ban đầu nói nửa chén. Sao bới nửa chén nữa. Trời ơi, ăn. Dạ. Dạ. Cô bác tin đi theo lời của Tướng Dũng dạy cách nấu, đừng tham quá, đừng nói nấu nhiều mình uống sẽ hết, mau không có đâu. Đúng thời, đúng lượng, đúng đủ thứ hết. Về nấu, uống, tôi bảo đảm hết. Dạ, vậy ha, quá tuyệt vời ha. Rồi qua đây thì con cũng mời chú Bảy có đôi lời để... cô Dân đây. Nói đi cô Dân. Sợ dạ. Gì? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Trước hết là thành thật biết ơn cô chú từ xa lặn lội đến nơi núi này. Mà mưa gió dầm về nữa, cực khổ biết bao nhiêu. Dạ. Mà có cái tâm đến thăm chú Hai, chú Bảy, chú Tướng Dũng và tất cả mọi người cộng sự làm việc từ thiện này. Dạ. Thì trên cái tinh thần cô chú hưởng ứng mà rất là đồng cảm như vậy thì chúng tôi phấn chấn thêm và nỗ lực thêm. Dạ. Đành rằng chúng tôi đã hết sức cố gắng rồi. Dạ. Hết sức cố gắng đổi bà Khang. Thôi thì giờ cố gắng thêm chút nữa. Dạ. Dạ, nhưng mà rất là thương người. Nói thiệt, nghe một ca bệnh nào mà nặng là nước mắt mình chảy. Đó, đấy là sự thật. Dạ, A Di Đà Phật. Mô Phật. Dạ. Các chú đây là coi như là người nào giờ cũng khang tiếng vậy. Khang tiếng giết đời nha. Nhiệt tình. Dạ. Ai hết bệnh mình cũng là. Ngày thì có chút vui rồi bà con rồi cũng điều hết. Mô Di Đà Phật. Dạ. Mấy cô hết bệnh mình mừng dữ lắm. Dạ. Mô Phật. Cảm ơn cô. Dạ. Vâng, cái thưa vị thì nãy giờ chúng ta đã nghe qua lời trình bày của cô Kim chú Phượng. Cô Kim Phượng từ ở Hoa Kỳ mà phải về Việt Nam để uống bài thuốc của bà núi lá đủ này, thì chính bản thân cô đã cảm nhận và những cái khối u ở ngực của cô nó đã lặn, thì hôm nay cô đã rất là mừng và ba mục ha. Dạ. Và đồng thời là luôn cái bao tử của cô luôn, bao tử rồi ruột đồ nữa, không còn là chán ăn hay hoặc là ở đồ dọc đồ ăn. Lúc trước là coi như là cô chỉ ăn chỉ có 2 muỗng thôi, mà bây giờ là cô ăn đã được một chén hơn. Không chén nữa. Mà ăn ngon hơn cô ha. Ăn ngon lắm. Sức khỏe cải tiến quá nhiều. Bây giờ là không cần thịt cá gì hết trơn á. Đây là một cái dấu hiệu đáng mừng cho bà con chúng ta biết qua cái bài thuốc của bà núi lá đủ này. Bà con mình nên tin tưởng để mà dùng. Bởi vì bài thuốc này Tướng Dũng nhận thấy là đa số là những cái khối mà u nang. Nên uống. Tất cả những cái u nang trong cơ thể chúng ta, chỗ nào bà con mình đều uống được hết. Và tất cả những cái bệnh ung thư luôn, không riêng về một bệnh thư nào, bà con mình đều uống, nó đã có những cái kết quả. Có những cô chú uống sau một tháng đi khám lại giảm 50-70%, và có những cô chú là đi khám lại rồi là khối u nó lặn mất tiêu luôn, lặn mất hay tiêu. Hoặc là nó chuyển qua nó lặn mình, tính luôn. Mình tự mình khám cái mình, tự, mình biết. Mình biết ha. Dạ. Một lần 3-4-1 mình nhận, trời đau quá, trời, chắc tôi đi trước ông quá. Dạ, dặn trước luôn ha, dặn trước, bị lo sự nha. Đừng hậu sự của tôi, ông đừng có mua cái quan tài tốt nha. Mỏng thôi, cho tôi nằm trong đó, cái đẩy vô cái rẹt cái cháy hồi cái đem ra rồi quả tặng. Lựa loại rẻ tiền nhất luôn hả cô ha? Dạ, rẻ nhất. Không dạ, để tiền đó donation cho mấy người nghèo. Dạ. Cô cũng nhưng... giác ngộ Phật pháp mới làm được điều đó, chứ còn thường thường là ta có tiền là ta mua cái hàng 50-70 triệu, 100 triệu không à. Thôi. Dạ. Để tiền đó để chẳng hạn như nói donation cho chú Bảy, cho chú, rồi lặn đi ra nhiều khi Lâm Đồng hết cái mình đi tới mấy cái núi khác Gia Lai để, để về cho quý quan khách ở đây nè, ta tới ta xin đó, mình tặng ông ta. Trước tiên thì con cũng xin đại diện các cô chú cảm ơn cô Phượng và chú Hạnh đã không ngại đường xá xa xôi, trời mưa bão mà trở về núi này để mà chia sẻ những cái món quà yêu thương, cũng như là chia sẻ qua căn bệnh của cô đã uống bà núi lá đủ này, nó đã có kết quả rất là tốt. Cũng cầu chúc cho cô chú là tiếp tục về uống tiếp tục liệu trình thứ hai, liệu trình thứ ba ha. Dạ, đây là liệu trình thứ ba đó. Khám lại coi bao tử của cô coi nó có
nó có im chưa ha. Dạ. Mình sẽ báo cáo kết quả tin vui tiếp theo mà ha. Thấy ăn thấy cơm là thèm là dạ, là biết là ngon dạ, rồi đó. Dạ. Ngon lành rồi. Rồi vâng, giờ đây thì Tiến Dũng cùng với cô chú và nhóm của chú Hai, chú Bảy, cô Út, cô Văn và cô Phương. Thân ái mến chào tất cả quý bà con cô bác, kính chúc cho tất cả quý vị lúc nào cũng có được sức khỏe, lúc nào cũng được an lạc và uống qua bài thuốc của bà núi lão đủ này được tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ. Nam mô Di Đà Phật.